phía trước ở ngoài kia là chư tăng thiền tường chiếu và các thiền viện có mặt. Thì quý vị ở ngoài động ở ngoài kia dàn chào ở đó. Thì khi hòa thượng xuống bắt đầu đi bộ thì các vị tôn đức theo sau hòa thượng tiến về điện Phật. Thì chư tăng phía sau đó cũng cuốn hàng tiến theo làm sao hòa thượng thành một cái đội hình một hàng ở khoảng giữa. Bây giờ thì chúng ta đứng hai hàng, nhưng mà lát nữa khi hòa thượng về đến thì do hân hoan quá nên là chúng ta tập trung lại. Em cũng Phật tử đứng dậy ngang nghiêng chắp tay cung đón hòa thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bà chuông trống. Tôi cứ ngỡ rằng 80 tuổi chắc tôi không qua. Nhớ Phật 80 tuổi nhập niết bàn, mình chắc gì lại thọ hơn. Cho nên là tôi phải gấp rút giải quyết mọi việc cho xong để được an tu một thời gian, có nhập niết bàn cũng có đủ lương thực ra đi. Bởi vậy cho nên tôi không có trần chờ được. Mọi việc sắp đặt chưa được ổn mà cũng vẫn phải nghỉ. Thì qua một năm rồi, về phần tu hành thì tôi đã được yên ổn tu. Nhưng về sắp đặt thì tôi còn rộn nhiều việc, chưa có an ổn. Thì hôm nay về đây để dự lễ, đồng thời để cho tăng ni và Phật tử thăm viếng. Thì đó, quý vị thấy tôi khỏe mạnh, không tốn thuốc cảm là phải nằm một ngày nào suốt một năm. Như vậy thì mong rằng tất cả tăng ni Phật tử quý vị ráng tập tu để là cùng khỏe mạnh như tôi vậy đó. Không 80 tuổi mà phải tốn thuốc cảm, đó là quá tốt rồi. Hôm nay vì mới về mệt, tăng ni chờ cũng hơi lâu, thì thôi tất cả quý vị chào rồi lui về nghỉ, để là chiều tối sẽ có những buổi nói chuyện khác. Vậy thì tất cả thôi chào tôi là nghỉ. Đó là quý vị gặp đủ hết rồi, chứ kéo vô hết thì không có chỗ chứa. Thôi tất cả lui nghỉ. Gia hộ cho thầy Tuệ Tâm thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, thật sự viên thành. Và cầu nguyện cho các Phật tử dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và hậu trì chính pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Miền Nam Chúng tôi là những người được giáo dục để đi giảng dạy các nơi. Thầy tôi thấy một việc làm này rất là quan trọng nên người rất hài lòng. Ngày nay nhân cái ngày giỗ thứ 31 thì chúng tôi nghĩ rằng nếu đọc đi đọc lại lịch sử hoài thì quý vị thấy không có gì lạ, thì chúng tôi lại thay đổi là giảng một thời để cứu trường thầy chúng tôi. Những thời giảng này nó có tính cách quan trọng đối với cái đường tu hiện giờ của chúng ta, mà tôi nghĩ rằng tôi ít có cơ hội để giảng dạy kỹ nhân ngày này tăng ni Phật tử có mặt đông đủ, thì tôi sẽ giảng để cho quý vị thấy được cái chủ trương, cái đường lối tu của mình đang ứng dụng. Bởi vì lâu nay chúng tôi nói nửa lúc nửa mở. Ví dụ chúng tôi nói tu thiền, mà thiền thì người ta không biết một tu thiền nào, thì mở ra nói là thiền tông. Khi nói tu thiền tông thì ta có nghi vấn rằng thiền tông thì các tổ hồi xưa mà học truyền nói một câu không hiểu gì hết, được thông thả nghiên cứu trầm ngâm lâu ngày, được thấm một lúc nào đó được ngộ. Như vậy thì tinh thần mặc truyền đó mãi từ Đức Phật cho đến sau này. Nhưng ngày nay thì chúng tôi nói tu thiền theo mà lại không có mật truyền. Đặt câu hỏi ai truyền tâm ấn cho tôi mà ngày nay tôi lại tuyên dương thiền tông, thì chắc quý vị sẽ lúng túng. Mà tôi không có được truyền tâm ấn thì để dạy quý vị lấy đâu làm phần thứ. Đó là một cái điều mà nhiều người họ đặt câu hỏi. Cho nên giai đoạn này tôi đặt ra một cái tên để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, mà cái tên đó không phải chỉ mới có ở ngày nay, nó đã nằm sẵn từ lực tổ tới sau này. Nhưng vì hồi trước không muốn để thiền tông cách rất là dễ dàng, dễ hiểu, khiến cho người ta xem thường, cho nên các tổ đều cứ nói tư cách mật truyền thông. Thì hoàn cảnh của chúng ta khác đi, cho nên chúng ta phải thấy được cái thành chư tổ truyền trao, trong đó là mật truyền. Nhưng sau này có những điều nó không phải là mật truyền mà đó là lý giải. Vì vậy mà tôi sẽ lấy cái phần lý giải đó làm cái nền tảng cho sự truyền bá tu hành của chư tăng chư ni và Phật tử hôm nay. Nói như vậy là nói tổng quát. Bây giờ tiến thẳng vào đề, hỏi thiền tông mật truyền là thế nào. Thì dĩ nhiên quý vị thấy đầu tiên Đức Bổn Sư Thích Ca ngài ở trong hội Liên Sơn Khi đó chúng đông đủ, Ngài liền cầm cành hoa sen đưa lên, tự nhìn từ bên này qua bên kia, nhìn từng người. Tới Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn thấy Ngài đưa hoa sen lên và mắt Ngài nhìn, thì Ngài Ca Diếp cười lên. Ngay đó thì Phật liền ấn chứng Ngài Ca Diếp là lãnh hội được cái chỗ mà Phật muốn dạy. Vì vậy mà truyền y bác. Thì như vậy quý vị thấy một buổi thuyết pháp không lời, chỉ cái hình dáng vậy thôi mà thầy trò thông cảm nhau rồi truyền y bác. Thì đó mà truyền hay là lý giải, không có lời nào sao lý giải được. Đó là cái thời của Đức Phật. Đến sau này Thiền tông truyền mãi tới Trung Hoa, thì sang Trung Hoa các ngài lại càng mật hơn nữa. Ví dụ như có người hỏi Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm nói thế nào là Phật, Ngài chỉ cái bát chúng sanh. Rồi thì con nói đó, nói cái bát chúng sanh. Thì như vậy chúng ta hiểu được không? Rồi có người lại hỏi một thiền sư khác, Thích nè Động Sơn Thủ Sơn, hỏi thế nào là Phật. Ngài nói ba tương trai, hiểu không? Tuy có nói không hiểu gì hết. Mình đến một vị thiền sư kỳ vật khác, ông thầy, ông tổ này, ông có cái gậy sẵn, ông ngồi đó, ai là hỏi câu gì ông cầm gậy đặt dưới đất ba cái, ông trả lời được không. Hôm đó đó mà ông biết ý, cho nên trước khi hỏi đi cấp cái gậy để giấu lời cái lại đứng quỳ bạch Phật tử thế nào là Phật. Ông quên kiếm gậy cũng có, không có cái ác hả hả hoài không nói được lời nào hết. Đó gọi là việc suy đá gì đó. Như vậy rồi thêm một gì nữa, có người hỏi Thiền sư Long Tế thế nào là Phật. Ngài nói là cục tức khô. Thì quý vị thấy những câu trả lời nghe nó lạ đời, có khi lại thô thấm. Mình nghe cái mình ấn biết nghĩ cái gì, biết nói cái gì. Đó, tôi dẫn sơ cho quý vị thấy tinh thần mật truyền như vậy. Cho nên nói tới mật truyền thì người thầy phải được bậc thầy trước thầm truyền trong tâm ấn cho mình, rồi thì sau mình mới truyền cho người khác. Nhưng mà đến đời chúng tôi không còn một vị thầy nào gọi là ngộ đạo trước đâu. Bây giờ yêu cầu truyền pháp bán không biết bay đi đâu kiếm, thôi đành phải tìm ra những cái quý lẽ mà đã sẵn ở trong các thiền sư, để rồi chúng ta nhìn, chúng ta thấy đây là một phần của thiền tông mà lâu nay chúng ta chưa khai thác. Do đó mà tôi đặt thiền tông mà truyền là như nãy giờ nói, và thiền tông lý giải. Thiền tông lý giải nghĩa là do nghe đọc mà mình đạt được cái lý thiền, hiểu được cái lý thiền, gọi đó là thiền tông lý giải. rồi ứng dụng tu, tu cho có được kết quả tốt, thì như vậy đó là thiền thông lý giải. Thì qua cái phần này, cái xuất xứ từ đâu để cho quý vị thấy, chứ không thì chúng ta cứ ngỡ rằng đây là cái sự việc tự tung nghĩa ra rồi đặt tên, chứ không phải là đã có từ ở trước. Và trước hết tôi dẫn luật tổ Huệ Năng cho quý vị nghe. Từ luật tổ khi mà ngộ đạo rồi, từ giả hữu tổ ngài đi về phương Nam trong khoảng 2 tháng, đến núi Đại Dữ. Khi đó có vài trăm người đuổi theo muốn cướp Y Bát. Một vị tăng ở Trần tên là Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng sao tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng để Y Bát ở trên bàn thạch, nói y này là biểu tín, có thể dùng sức mạnh mà tranh được sao. Rồi ngài chui vô trong lùm ngài ẩn. Khi đó ông Huệ Minh ông chạy tới, ông lại ôm cái Y Bát lên, ôm lên cũng được gửi cái gì hết, nặng hơn đá, ôm không nổi. Thì ông mới biết rằng đây là những cái linh thiêng phi thường, không phải dùng sức phàm mà tranh giành được. Vì vậy mà ông để xuống rồi ông kêu: hành giả, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Thì kêu vậy thì tổ Huệ Năng ngài trong lòng bước ra ngài bảo: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm tôi vì ông nói. Huệ Minh im lặng dây lâu. Tổ Huệ Năng bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ án, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của tự tỏa minh. Thì ông Huệ Minh nghe ngay câu nói đó liền đại ngộ. Đó là trích trong kinh Pháp Bảo Đà. Thì quý vị thấy câu nói đó bí mật hay lý giải? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của sự tỏa minh. Bây giờ nếu mình đổi ngược lại thì thấy rõ ràng cái bản lai diện mục của sự tỏa minh chính là khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, phải không? Thì như vậy hiểu được không? Rõ ràng hiểu được chứ đâu còn mập nữa. Bởi vì khi ngài nói ngộ đạo chưa được dạy, chưa có kinh nghiệm kỹ, cho nên mất hài thoại thì ngài nói thẳng trực chỉ chứ không có bí ẩn gì hết. Thì như vậy đó là cái khởi nguyên của thiền tông lý giả. Rồi tới sau này một hôm luật tổ trong những buổi dạy chúng, ngài liền nói một câu: tôi có một Phật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các ngươi lại biết chăng? Như vậy thì có một Phật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các ngươi biết chăng? Thì ngài Thành Hội lúc đó còn nhỏ nhưng mà ngài thông minh lắm, cho nên ngài liền bước ra mà thưa rằng ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thành Hội, là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thành Hội. Bản nguyên tức là cái nguồn gốc của chư Phật, mà là Phật tánh của Thành Hội. Thì Tổ bảo ta đã nói với ông không danh không tự, ông bèn gọi là bản nguyên, là Phật tánh. Ông nhằm đi lấy quả cam che đầu, cũng chỉ thành cái hãng tông đồ của chi giả. Như vậy thì Tổ nói rằng Tổ đã nói không danh không tự, bây giờ ông nói là bản nguyên là Phật tánh. Như vậy là lấy quả cam che đầu sẽ gọi là cái môn đồ của hàng chi giả. Thì quý vị nghe cái câu vở đó có cái gì kỳ lạ? Bởi vì cái chỗ chân thật đó, nếu mà dùng cái danh tự để nói thì người ta lại mắc kẹt cái danh tự. Cho nên nhà nó lấy cỏ tranh che đầu làm một cái. Ví dụ như chúng ta nói là Phật tánh, người khác nghe tánh là gì, Phật là gì, phải không? Rồi là suy nghĩ tương tự. Cho nên ngài nói nó là không danh không tự, mà ông lấy cỏ tranh che đầu. Như vậy thì ông thành ra cái hạng tông đồ của thi giả. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài Thành Hội ở dưới lục độ là một người thông minh còn nhỏ. Ngài hiểu, ngài thấy, ngài biết được cái điều đó. Nhưng mình vừa nói thì ngài đã đem danh từ của kinh và sách ra và tiếng, cho nên bị đổ vỡ. Như vậy thì ngài Thành Hội là một người đệ tử mà sau này tất cả những cái ngàn học giả đều quý trọng. Đúng là cái người sau khi lục tổ hết, ngài đi về phương Bắc, ngài giáo hóa. Nhờ ngài dùng những từ ngữ như là Phật tánh, như là bản nguyên trong kinh để giảng nói cho các vị vua chúa và các ông quan đại thần ở triều đình nghe. Vì vậy mà Bắc tông, Nam tông truyền ra đến phương Bắc. Nhờ vậy cho nên hàng trí thức họ mới biết, chứ trí thức mình nói cái cách khi nãy đó là phải biết gì đấy. Nhất là nói cái cầu trong thì tổ đồng tế đó là càng họ càng bứt tai hơn nữa. Đó là cái ý nghĩa chúng ta thấy bên lục tổ ngài có lúc cũng thố lộ, nhưng có khi ngài cũng ẩn. Còn Thành Hội là đệ tử với lục tổ, đệ tử thông minh đều nói thẳng, mượn những từ trong kinh để giải thích rõ ràng. Đến sau này nhà Thành Hội khi lên phương Bắc giáo hóa thì ngài đã nói rõ cho mọi người thấy rằng đây một đoạn phàm người học đạo phải đạt học nguồn gốc của mình, hàng tứ quả tam hiền đều gọi là điều phục, bích chi la hán như chiếc hoài nghi. Hàng đẳng giác, diệu giác, điệu đạt tường tận. Giác có cạn sâu, giáo có đốn điểm, tiệm giáo trải A Tăng Kiếp A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi. Đốn giáo chỉ bản coi đuổi cánh tay liền lên diệu giác. Nếu trước không dám đạo, luôn học biết nhiều, tất cả tại tâm tà chánh do mình, không nghĩ một vật tức là tâm mình, không phải chỗ biết của trí, không có hạnh nào chuyên để ngộ vào đây. Nếu biết vô niệm là tối thượng thừa, lộng suốt trời xanh, chóng mở kho báu, tâm chẳng phải sanh diệt, tánh bạch nổi dời, tự tịnh thì niệm không sanh, vô tác thì vinh nhau tự dứt. Đó là những luật hạnh hội. Như vậy thì quý vị nghe cái đoạn này nó khác với luật tổ, nhưng mà sau khi luật tổ ngài gần tịch thì ngài có lập ba cái điều. Ba điều, cái thứ nhất là gì? Vô niệm quy tâm, vô tướng quy thể, vô trụ quy bổn. Đó, ba cái niệm đó thì chúng ta thấy sao? Vô niệm quy tâm, tâm tức là cái chủ là vô niệm. Thành người tu thiền lấy cái vô niệm làm chủ. Thì ở đây ngài thành hỏi, ngài nói tự định thì niệm không sanh. Nó tự định thì niệm không sanh, tức là vô niệm. Rồi vô tác thì tin theo người tự dứt. Vô tác tức là không tạo tác, tức là trụ, là mắt. Thì như vậy thì đối với ngài thành hội, ngài giải thích từ trên đến dưới rõ ràng. Mà cái chỗ ở đây nói điểm giáo trải tiếp A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi tới ba A Tăng Kỳ. Nếu mình tu một hai A Tăng Kỳ vẫn còn tới luân hồi. Còn đốn giáo chỉ thẳng co duỗi cánh tay liền lên dịu giác, chỉ không co duỗi về cái đầu dịu giác, nhanh thật là nhanh. Thì như vậy ai mà hiểu được tu 30 vô số kiếp nó thành Phật thì lâu nay chúng ta quen rồi. Bây giờ nó coi duỗi cánh tay cái liền nó dịu giác, không ai hiểu được hết. Thì chỉ có những người ngộ được cái lý thiền, cái đốn giáo thì mới có thể biết được cái điều đó. Mà hôm rồi tôi đã nói đó là cái anh chàng làm hàng thịt mà hôm đó ông tỉnh ngộ thì ông bỏ nghề hàng thịt. Khi bỏ nghề hàng thịt rồi thì ông liền làm bài thơ. Bài thơ đó ông chiến án là tạc nhật giả tha tâm, kim chiêu Bồ Tát diệm, Bồ Tát dữ giả xa xoa, bất chấp nhất diệu tướng. Hôm qua là tâm giả xoa, mà bữa nay là mặt Bồ Tát. Bồ Tát với giả xa nó không có cách ngọt được hơn. Thì như vậy quý vị mới thấy nói coi giữa chúng ta còn chậm hơn, không cách ngọt được hơn. Tại sao vậy? Thì hôm trước tôi đã có giảng, tôi nói quý vị thấy nếu mà mình tu thấu triệt được cái lý thiền, thấu triệt được cái lý bát nhã thì nói về bát nhã thì có hai con đường. Một con đường là ngộ được tất cả đều không. Mà tất cả đều không thì đó là chiêu kiến của quẩn hay không. Thì lúc đó sao? Là ai? Là Bồ Tát quán tự tại rồi, phải không? Nếu soi là không thì đó là Bồ Tát. Ngày hôm qua thấy năm uống này là thiệt, nên làm hàng thịt bán để bóc lô rồi ăn, lo cho sự sống. Cho nên đó là tâm giả soa. Mà bữa nay mình thức tỉnh, mình biết rằng năm muốn không thiện, không thiện là quý không, thì thành Bồ Tát, mặt Bồ Tát thì mau và chậm, đổi cái tâm sai mê theo vật chất thực có đó thành một cái tâm lắng suốt được lý bát nhã của con. Thì từ cái tâm si mê đuổi thực vật chất chuyển qua cái tâm tỉnh giác biết các pháp nó là không hay là năng lượng là không, thì cách qua xa đổi nó chừng mấy phút. Quý vị nghĩ chừng mấy phút đối cái một là coi đuổi cái ta là không lâu nữa đó, thấy không? Còn đối cái đó thì là không khác một người đó. Chứ cái một thì ngày hôm qua mình mê muội, mình giết hại để lấy đó là sự sống, đó là tâm giả soa. Hôm nay mình tỉnh giác, mình biết là thân mình không thiện, nó là tứ đại hòa hợp, không có gì thiệt hết, ngũ quẩn không thiệt, không thiệt được cái lý đó như Bồ Tát Quán Tự Tại, thì đó là mặt Bồ Tát thì như vậy. Thì cái thấu triệt được cái lý đó là cái người thấu triệt được cái tinh thần bát nhã. Bởi thấu triệt tinh thần bát nhã cho nên chuyển cái mê là các pháp là có, chuyển qua cái giác ngộ rõ ràng các pháp là không. Bởi vậy cho nên thiền tâm lục tổ ngày ngộ từ kim cang bát nhã. Như vậy thì thiền tâm sau này tựa vào cái bát nhã là cái chỗ để mình thấu triệt được cái lý thiền. Thì như vậy lý thiền và lý kinh nó không hai. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Như vậy thì kể từ lục tổ về sau tới ngày thành hội, mắt thẳng chỉ thẳng chứ không còn nói quanh co cái cách vì tổ học truyền nữa. Rồi đến một thiền sư mà tôi đã dịp cung cuốn thiền nguyên như thiên tập Tô Tự, tôi để buồn thiền đó, thì ông nói rằng người xưa người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh vốn không có phiền não, trí tánh vô tận tự sẵn đầy đủ, vô lậu tự sẵn đầy đủ, tâm này tức là Phật. Cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần được 100.000 tam muội. Môn đệ tổ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này. Đó. Như vậy thì thiền sư tâm mật mà thường người ta nói quê không tâm mật đó là người đệ tử đời thứ 6 của ngài Thành Hộ. Mình nói thẳng, nó trắng ra như vậy. Thì như vậy cái thiền mà chúng ta tu đây là nương theo cái hướng của các vị đó. Vì các vị đã chỉ thẳng, nói thẳng, chứ không phải tránh né những cái danh từ. Nhờ có danh từ chúng ta mới thấu hiểu được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái thiền lý giải nó có từ trước, chứ không phải mới có đây. Mà trước kia như ngày tông mật, ngày viết lại sự các thiền sư Trung Hoa, các Tâm Nguyễn, ngài mới làm một bài tựa thiền nguyên thiên tập Tô Tự. Mà cả Tâm Nguyễn đó bị các sư mật truyền, ngài tịch rồi các sư mật truyền đã rốt hết trơn. Vì còn sót lại có cái bài cửa là tôi đã dùng gọi là nguồn tiền. Chỉ như vậy thì bên kia thì trọng cái bí mật, bên này thì nói thẳng ra cho người ta hiểu. Mà nói thẳng thì phải có danh từ, thì danh từ đó thì tự nhiên làm cho người ta có một chút ít gì phải suy nghĩ. Như vậy thì thiền lý giải và thiền mật truyền nó là một cái chỗ mà chúng ta ngày nay đang bắt đầu thực hiện. Nếu ngày nay chúng ta thực hiện theo cái đường lối tu này, như tôi thường nói hay dẫn ở trước, khi đọc sử 33 vị tổ thì tôi cứ lắc đầu, các nàng nói cái gì không hiểu hết, là mình không hiểu thì là sao tu. Đến tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa để gặp Ngài Huệ Khả, thì Ngài Huệ Khả Ngài Chiến Thành cầu Đại Hiền. Tổ thấy cái lòng Chiến Thành đó cho nên tổ mới dạy. Thì khi tổ ưng dạy rồi, Ngài liền Huệ Khả liền bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Câu đó chúng ta chắc cũng rất là trong người sinh hoạt, ngồi lại tâm nó chạy đầu này chạy đầu kia, an thành được. Bây giờ muốn an nó có pháp gì để chặn, để đón nó. Cho nên hỏi cái câu đó mình thấy rất là hợp lý đối với người tham học. Nhưng mà Tổ Đạt Ma Ngài trả lời một cách lạ lùng. Ngài không trả lời cho pháp gì hết, mà bảo rằng đem tâm lên ta an cho. Thì cái câu nói đó chúng ta mới nghe như là câu nói đùa. Tại sao mà ta khổ sở vì cái tâm còn ban sang chạy ngược chạy xuôi, muốn có một pháp tu để cho nó được an. Bây giờ không giải pháp tu, đem tâm lên ta an cho. Mà ai không biết cái tâm là cái không thành tướng, mà biết đem là nó đem được. Bởi vậy khi đọc rồi chúng ta thấy hơi lạ lùng, nhưng mà đọc chừng 5-7 lần thì sau này tôi đọc lại tôi thấy quá là hay. Cái khéo của Tổ Đạt Ma nó thực là kỳ đặc. Như vậy thì bảo đeo tâm nó ta ăn cho. Ngài Huệ Khả tôi là không tìm xong không được. Thì tự nhiên bây giờ quý vị tâm như lăng xăng, giờ quý đeo tâm tôi ăn cho là quý vị sao? Tìm hồn không thấy. Mà không thấy thì quý vị thật thì không tìm tâm không được. Thì Tổ bảo ta đã an tâm cho quý rồi, nghe dễ trở lại ta an lúc nào. Thật thật không ạ, an lúc nào thì mình không biết đâu nữa. Nhưng mà sự thật khi mà mình tìm ra được thì hết sức rõ. Bởi vì chúng ta có cái sự lầm mê nở cái hay suy nghĩ phân biệt hơn vua phải quý đó là tâm thiểu của. Cho nên ngồi lại vì cái dẫn chạy đầu này đầu nọ đầu kia chặn không có được, dừng không được, nên mình cứ ngỡ nó là thiệt. Mới yêu cầu có một cái pháp để an cho nó. Nhưng mà Tổ không giải thích biểu đem tâm người ta an đâu. Vì Tổ nói ai dám bỏ qua, nên phải tìm lại coi cái tâm mình ở đâu. Thì khi tìm lại thấy rồi. Bây giờ quý vị khi ngồi thường nghĩ tiếng tung, nhưng mà quay lại tìm cái nghĩ ở đâu thì tìm cái đó đâu, tìm lại đâu Cho nên khi mà quay lại tìm thì không thấy không tìm không được, mà tìm không được thì nó có nó không. Nếu nó có thì tìm được cái đau này của mình, nếu nó là việc có thì tìm được chỗ nơi của nó, mà tìm không được chỗ nơi, không thấy đường bóng nó thì nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên khi nói tôi tìm không được thì đọc đó ta an tâm rồi. Như vậy thì tu tìm lại cái tâm năng sang đó gọi là gì? Từ ngữ chuyên môn là phản quan, tức là nhìn lại, ngó lại cái tâm năng sang. Phản quan tự kỷ, tức là nhìn lại cái năng sang của chính mình. Mà khi nhìn lại nó thì nó mất, tức là mình tu thiền. Đó là cái mục tiêu mà tôi được. Như vậy tôi thấm được chỗ đó nên mới dạy tăng ni Phật tử ngồi thiền là thấy việc chiến lên mình nhìn nó biết là vọng, nó là giả, nó không thiệt. Mà lâu nay mình mê làm mình hiểu nó thiệt, nhìn lại biết nó không thiệt, đó là mà biết nó không thiệt thì nó vô hình, còn nghĩ nó thiệt thì nó dễ mình. Như vậy thì hỏi toàn thể tăng ni và Phật tử có mặt hôm nay, quý vị thấy cái tâm suy nghĩ năng sang đó thiệt hay không thiệt? Thiệt hay không thiệt? Các em ru vậy. Nếu thấy nó không thiệt thì nó nghĩ cái gì hay, cái gì dở, mình thấy không có gì quan trọng đó. Còn cho nó là thiệt đó, thì khi nó nghĩ cái gì đó, nó nghĩ ăn A, B, nói cái câu hồi nãy nó chê mình, khinh mình, rồi nói giận lên. Nếu nó là thiệt đó thì nói giận lên thì sao? Thì kêu lậu người ta, phải không? Bây giờ nếu mình vừa suy nghĩ ăn A, B, nói như vậy đó là khi mình vừa nghĩ thì ôi rồi thì bỏ rồi thấy không? Có tu không? Tu không thấy tu gì hết trơn, biết nó là không thiệt, không lấy nó làm cái tiêu chuẩn để mình theo, để mình thực hành, mà mình buông nó cách nhẹ nhàng. Còn bây giờ cứ nghĩ tâm mình nghĩ nó là thiệt, thiệt mình, bởi thiệt mình cho nên mình nghĩ một đàn, người kia nghĩ một ngã, hai bên không giống nhau giữa lỗi nhau. Thì bởi cho mình nghĩ đó là đúng, mà đúng thì là thiệt, còn người kia nghĩ là sai, sai mà họ cảm thấy mình không thích, mình giận. Như vậy cái tu mà làm mê cái tâm cho là thiệt đó thì không bao giờ để thoát được. Biết rõ bản chất nó là không thiệt, tổ chỉ thẳng cứ đều để nó ngót lại nó, ngót lại nó, nhìn nó thì nó mất, thì nó không được, thì ngày đó ta đã an tâm được như rồi thì tổ tự cả liền biết được vào, biết pháp được nước thôi chứ không có pháp gì thôi. Bởi vậy cho nên ở đây quý vị hiểu được thật kỹ, chúng ta tu không có pháp. Ví dụ niệm Phật thì có cái câu niệm Phật là pháp, tu mật tâm thì có câu thần chú là pháp. Còn chúng ta thì cứ dấy lên nhìn lại nó ở đâu thì nó mất, thì như vậy có pháp gì đâu. Đó là dùng cái trí tuệ phản quan nhìn lại mình để thấy nó là hư dối, là không thiệt. Mà từ biết nó là hư dối không thiệt thì từ từ chúng ta làm chủ lại. Mà làm chủ được nó rồi thì cái tham sân si nó đó là hết. Cái si là nó hư dối mà tưởng nó là thiệt, nó là si. Bây giờ biết hư dối thì chúng ta hết si, chúng ta có trí tuệ. Như vậy nhìn lại nó biết rõ nó không thiệt, lúc đó là trí tuệ. Cho nên sau 11 câu nói rằng chăng mà điều bộ con trâu đó thì con trâu nó vui, mà thằng chăng là khôn, phải không? Nên hình chăng tượng trưng cho trí tuệ, mà con trâu là tượng trưng cho cái vọng tưởng si mê. Như vậy thì chúng ta thấy rõ từ ngày hành hội đến ngày khuya phong đều nói thẳng, chỉ thẳng chứ không giấu giếm gì hết. Như vậy thì cái chỗ chỉ thẳng mà chúng ta hiểu được, ứng dụng tu được thì cái đó gọi là lý giải, phải không? Giải là hiểu, hiểu được cái lý mà Phật tổ chỉ, mà hiểu được cái đó rồi ứng dụng tu, đó là thiền tông. Mà thiền tông thuộc về lý giải chứ không phải mở chiều. Đó là một con đường mà hiện giờ tôi đang dạy ra và đang hướng dẫn cho tăng ni và tự tu. Thì cái tập sách tôi ra lúc trước tôi không dám nói thẳng hay là để cái tên đúng như ngày nay tôi nói, thì tôi viết cái cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Quý vị đọc kỹ lại thì tôi đã nói rõ cái thiền tông lý giải rồi, nhưng mà không nói tên, chỉ nói cho ta hiểu, không nói tên đó là điều gì. Thì bữa nay tôi đứng ra lập cái tên cụ thể để cho tất cả hiểu, biết mà ứng dụng. Khi chúng ta tu một pháp nào hay là một cái cách nào đó thì phải hiểu cái manh mối của nó, đầu đuôi gốc ngọn trên rành, thì sau này quý vị mới hướng dẫn được các được. Chứ còn nếu mình tu thầy tôi dạy vậy, tôi tu vậy, dạy cái gì đó thầy tôi thấy giọng được theo mà biết nó hết, hỏi về tu đó là một cái gì không biết, thì như vậy dạy ai được. Cho nên quý vị phải nắm được điều vững cái mình đang làm, cái đó nó xuất xứ từ đâu, khác với cái kia thế nào, thì chúng ta mới có thể hướng dẫn lâu dài cho những người sau. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy lại gương. Bây giờ trở lại là lấy con mắt thiền lý, thiền tâm lý giải mình nhìn qua thiền tâm một truyền, để quý vị thấy hai cái là một hay là hai. Thấy nó lý giải, nó một truyền, nhưng mà tới chỗ cuối cùng là một hay là hai. Đó là để chúng ta không còn ngờ được nữa mà mạnh mẽ tu đến nơi đến chốn. Đầu tiên thì tôi cho cái lý giải về Đức Phật. Đức Phật đưa cành qua, Ngài ca diếp, Ngài ngồi đó mà Phật không nói, nhìn thẳng Ngài, nhìn toàn trứng, lằn từ người ai cũng biết sĩ, không biết cái gì hết, không hiểu cái gì. Nhìn thấy cái dưới Ngài cười vậy đó. Thì Phật biết cái chú này không nhập được cái mình muốn gì, cho nên rồi Phật liền sau đó Ngài ấn chứng và duyệt y tá. Thì câu ấn chứng ở trong chữ Hán hồi xưa tôi đọc tôi không hiểu. Khi ấn chứng Phật nói sao? Mình nói cái chỗ dịch ta nói chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao của ca diếp, phải không? Chánh pháp nhãn tạng, nhãn tạng là cái kho tàng của mắt, kho tàng của mắt đó là chánh pháp, là chánh pháp đó là niết bàn, là diệu tâm. Hồi đó thì đâu có biết đâu mà hỏi nó thực tướng mà vô tướng. nhìn của mình, cái nghe của mình nó có tướng mà nó không biết, có biết mà không có tướng. Cho nên cái không tướng nó là trực tướng, càng cái có tướng hình dáng cụ thể sợ nó được thì đó là giả tướng. Còn cái có tướng mà không có hình dáng, không có như màu thì cái đó thực tướng. Như vậy thì ở nơi mình, cái thấy của mình nó thấy tất cả mà nó không có hình dáng, mà nó cũng không có phân biệt đẹp xấu hay là biết đâu biệt đẹp xấu, thì giai đoạn đó là cái thực tướng. Còn qua cái phân biệt đẹp xấu thì nó trở thành giả tướng, nó là sinh diệt. Như vậy thì cái chủ yếu của Ngài, nếu chúng ta cứ nghe rồi thấy rõ, lấy mắt nhìn Ngài Ca Diếp, đưa người ta xem, lấy mắt nhìn Ngài Ca Diếp thì Ngài Ca Diếp Ngài biết rồi, đưa người ta xem mà nhìn Ngài, tức là chỉ thế này ngay cái mắt như thế nào. Cho nên Ngài cười là con hiểu, hiểu thì chuyện đi phát liền đó. Thì như vậy là chỉ cho cái trực tướng của Ngài Ca Diếp là ở trong mắt. Rồi tới Ngài A Nan, khi Ngài A Nan Ngài chưa ngộ được, cho nên một hôm Ngài hỏi Ngài Ca Diếp: thưa sư huynh, Đức Thế Tôn triều ngoài thì triều đi bát, còn có triều cái gì cho sư huynh không? Thì Ngài Ca Diếp không nói, Ngài chỉ kêu: A Nan. A Nan: dạ, cái phước đến trường cả. Nhưng mà giả sử mình ngồi đây, mình nhìn ra xanh, có cái phước, mà nói phước đến trường ảo thấy còn nguyên thì mình nghĩ sao? Cái phước đến trường ảo là hà một, cái lối nói lừa thôi. Thực chỉ là nó ở tai, truyền ở tai, nghĩa là tai mình nghe, cái nghe tất cả âm thanh mà không khởi suy nghĩ thì đó là cái thật của mình. Như vậy cái thật ở mắt, cái thật ở tai nó rõ ràng, chứ đâu có thiếu. Như vậy Ngài A Nan nghe đấy, cái đó là cái phước biết trụ ngã, nên cái phước không có ngã thì biết cái kêu giả là cái chỗ được kêu. Như vậy cho nên lãnh hội được Ngài Ca Diếp trao đi bác rồi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái bí mật đó nó rõ ràng, chứ không phải dối giếm. Nhưng mà tại mình mù tối quá mình bị lừa. Rồi sau này chúng ta đi từ qua các vị như là tổ rồi cả khi nãy tôi đã nói trước rồi Đạt Ma, Ngài thấu được cái lẽ đó. Khi mà thấu được cái lẽ đó, nhìn lại cái tâm suy nghĩ của mình nó không thiệt, nó không có, thì nó ta đã an tâm cho người. Thì tức là cái lối tu chứ không phải phương pháp, đó là một cách tu để mà phản quan lại cho mình. Từ khi đó Ngài tu một thời gian dài. Cái hôm nọ Ngài đi với tổ Đạt Ma, Ngài nói: thưa Bạch Hòa Thượng, hôm nay con biết thấy cái gì? Ngài Đạt Ma ngại hỏi: việc tôi trình rơi vào không? Nó rõ ràng tôi biết mà không sao được. Thì tổ liền ảnh chứng đây là tổ đã kêu Phật triều cao, nay đã cao đi bác đường. Thì thấy rõ ràng mình không có chạy theo cái suy nghĩ phân biệt là tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt hết rồi mà chúng ta tưởng khi tâm sinh diệt hết là không còn gì. Chứ còn thực ra tâm sinh diệt lặng rồi thì chúng ta còn cái rõ ràng thường biết. Bây giờ quý vị thử nghiệm lúc nào đó ngồi chơi một mình ở ngoài đường hoặc là nó trời có mây, lúc đó tâm mình không thở chuyện gì hết, thì thấy mây biết mây không, thấy người biết người không, nghe chim kêu biết chim không, nghe thấy biết rõ ràng mà không có một niệm. Như vậy thì không có một niệm chẳng phải là không có mình, không có ta, mà không có một niệm tức là cái chân thành niệm thiện. Để vậy cho nên luật tổ đó không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bây giờ mình khởi niệm mình nghĩ cái gì? Nghĩ hai bên, bỏ được cái hai bên đó là không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bây giờ quý vị đừng bỏ cái nghĩ hai bên này. Nhiều người nói không nghĩ gì hết, mình ngu quá, phải không? Mình không nghĩ gì hết, mình biết gì ngu, nhưng không phải. Mình không nghĩ gì hết mà hằng biết, đó là thánh, chứ không phải là ngu. Nhớ như vậy. Thành nên chúng ta cứ làm cho là nghĩ đông nghĩ tay, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nghĩ nhiều đó là thôi. Chứ không ngờ nghĩ đó là chúng ta đương bị cái giả dối nó lừa bịp, nó dẫn mình chạy ngược chạy xuôi, chứ không có cái thật. Khi buông được hết cái nghĩ đó thì lúc đó chúng ta trở về được cái thật. Thì tất cả cái pháp tu như nhà Phật đều là những cái đó. Pháp nào niệm Phật thì phải nhất tâm niệm tới nữa, cái vô niệm. Mà vô niệm thì tức là chất là trụ đó là vô niệm cái tâm đó. Mà cái vô niệm nó có tướng mà, cho nên nó vô tướng như thế. Vô niệm thì còn dính mắc cái gì? Cho nên đó là vô trụ khi bản đó. Thì đó là cái chỗ rất cụ thể. Cái đường lối tu này người ta thường nghe nó khó, nhưng mà sự thật nó không phải khó. Thí dụ như ngày nay chúng ta tu, quý vị nghĩ lười giấy điện tử, mình thấy nó biết nó mình không theo, vẫn không theo. Rồi như vậy, còn khi mà nó lặng rồi thì thôi. Khi nó lên thì biết nó vọng không theo, lặng rồi thôi. Còn nếu mình niệm Phật thì luôn luôn phải có cái niệm Nam Mô Di Đà Phật tiếp tục liên là để đè nó để nó lặng. Còn này không có đè, tự nhiên nghĩa là vừa thấy nó không theo nó thì trở về cái thật hiện tiền. Như vậy thì cái trở về nó gần xa, không chạy theo vọng niệm, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Với chạy theo vọng niệm, hai cái đó nó cách nhau xa mấy thứ này, chỉ tâm này thôi thì dừng cái này cái kia hiện ra nó xa không gì hết. Vì vậy mà người xưa thường nói tâm co duỗi cánh tay là đã về, hoặc là không cách một người tên như thế. Đó là cái hướng đi nó hết sức rõ. Bởi vì hôm nay đây tôi nói hơi xa một chút. Tại sao mà ở trong nhà thiền kỹ không dùng những cái danh từ để mà nói thì diễn tả, nói đó là tâm, là tấm rừng chân linh, mà cứ nói cái gì không có đâu mà kẹt lên trời. Thì như hồi xưa trong cái vở tôi còn đi làm giáo sư, thì nếu mà ta hỏi thế nào là Phật thì quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao? Thì nói cho ta nghĩ giáo sư một chút, Phật là nói từ đủ là tiếng Phạn là Buddha, Buddha rồi dịch âm lên Trung Hoa, dịch tiếng Hán để là Phật Đà ta là người giác ngộ. Người giác ngộ là Phật, nhưng mà giác ngộ phải theo bao giờ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, người ta giảng vậy đó, mà hiểu không? Dễ chịu quá. Nhưng giờ ta thích là Phật thì nói cái báo sao không hiểu gì hết, phải không? Như vậy thì cái trước mình hiểu, cái sau mình không hiểu. Mình trước hiểu đó thì hiểu Phật ở đâu? Không phải là Ấn Độ thôi, hay là hiểu Buddha là Ấn Độ, tiếp Ấn Độ rồi ngài Phật, ngài thành Phật, tu tự giác giáo thai cái thành viên nạn thành Phật, đó là Phật Ấn Độ. Nhưng mà ở nhà thiền Phật Thích Tâm chứ không Phật Ấn Độ. Thật ngay cho xong mình, thành nên khi mà mình nói giải thích cái kia thì mình chỉ biết Phật Ấn Độ mà không biết Phật của mình. Như vậy thì chỉ có những Phật hành đạo rồi đó là Phật. Còn mình ở đây là Phật không xuất kiếm, phải không? Không làm sao cách tầm nổi. Nhưng mình giới thiệu con mắt của Phật, của nhà thiền thì ai cũng có Phật hết. Cho nên chữ Hán mình nói những chúng sanh đây của Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, có Phật sẵn. Vậy thì ai cũng có Phật sẵn hết, mà cứ lo hiểu Phật Ấn Độ thì không hiểu được Phật của mình. Như vậy thì nghe tôi giảng, cái gì nó hiểu là hiểu Phật nào, không Phật đã Ấn Độ, còn Phật mình cũng hiểu gì đấy. Còn bây giờ nói thế nào là Phật? Cái bác chúng ta nghe có hiểu gì đâu, chính chỗ không hiểu đó là tâm không nghĩ, không nghĩ cũng chính đó là mình cứ tìm hiểu mà mình mất thật, ví dụ này cái kỳ đại đó, rồi ví dụ là thế nào là Phật, nó 3 giây hiểu được không? Không cho mình hiểu, nhưng mà chính chỗ không hiểu đó là không giới thiệu, mình không giới thiệu với Phật. Chỉ thẳng Phật của mình chứ không nói Phật Ấn Độ nữa, mà chỉ là thẳng Phật mình thì mình đã sợ lạc biệt. Còn đặc biệt nhất là ông già đánh bà gầy, nghĩa là khi hỏi gì đọc ba cái, bây giờ hỏi về Phật thì ngài hả biệt là ngài không có nói câu nào. Thì tôi có bình luận đó là muốn thấy được mặt nước hồ phẳng trước khi cá không? Vì cái mặt nước hồ nó yên mà vừa có cá không thì thấy cái gì cũng như vậy. Tâm thể mình nó là yên mà dính điểm nó này cái nọ thì nó thấy yên được. Cho nên há miệng không nói, không nói là chứ đâu phải ngày sống hay không. Ngã miệng mà không nói là để nó làm vừa biết điểm là nó đã mất Phật đâu. Vì vậy là phải chỉ Phật chứ, chỉ mà mình không biết mình cứ tưởng ông già cười, phải không? Đó, rồi tới ngày hôm đấy, tổ lúc đấy vì tổ dài nhất ở Trung Hoa truyền tới Việt Nam cả ngàn năm. À, mình đọc cái mình dưng mình thế nào là Phật cũng cứ khô. Cái câu nói thiệt là khô. Cho nên sau này có nhiều nhà dịch nó cứ dịch là que khô rồi các ngài. Đó là mình thấy nó lãng đi cái bớt, cái nhẹ, cái lực sự lực ngài nó thẳng vậy đó. Bởi vì cái câu nói đó ở trong là thiền cho một câu kỳ đại. Mình thấy câu đó thô lỗ. Thế mà người ta cho một câu chuyện đó, nói hỏi thế nào là Phật, mà nó cũng biết khô, mình còn gì để nghĩ, dám nghĩ gì không? Không còn cái gì để nghĩ hết, bạc nghĩ là Phật rồi. Cái chỉ như thế này, chứ không phải chỉ ở ngoài kia, mình thì cứ chạy ra ngoài không, luôn mình chạy ra ngoài, cho nên nghe cái gì thì có lý thì mình mới chịu, còn nói cái gì vô lý thì không chịu, mà ngạc tìm được cái gì vô lý nhất không không dám nghĩ nói như vậy đó mới là truyền bá không thể làm. Cho nên sau này trong lâm tế thì cái truyền bá lần này là người ta mới dùng cái tại đầu cũng không cho hiểu, nhưng mà có một câu người đó hiểu chỗ đó là quý vị mới thấy cái kỳ lạ của những điều. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu thì lý giải rồi nhìn qua bên kia chúng ta hiểu không có gì mà hết. Bởi vì nói không cho mình hiểu mà mình cứ tìm hiểu qua chứ kia là cao biết. Nói như vậy mà lặng tin cái đời biết được mình là thành bộ, phải không? Thấy được Phật của mình, thấy được Phật của mình chứ không bỏ ra. Đơn giản, thật là tối đơn giản. Đó, để quý vị thấy cái thiền tâm là một cái đường đi mà hôm đầu tôi đã nói đó, đi đường chiên này vậy đó. Nó không có đi quanh co thứ tự, đi từ thấp lên cao, đi thẳng vô trong. Mình có một tánh, tức là có một sẵn rồi mà không bao giờ mình biết. Cho nên các tổ tìm cách chỉ thẳng cho mình. Nếu mà chỉ thẳng mà mình nhận được thì ngộ, tìm tu, tiến tu. Cái đó gọi là đốt ngộ, rồi tìm tu. Như vậy thì chúng ta ngày nay ứng dụng đường lối tu thiền, tức là ứng dụng theo cái lý giải. Nhưng mà lý giải thì chúng ta nhận được rồi thì cái mặt truyền chúng ta cũng hiểu luôn, không hiểu nào. Chứ còn cái lý giải mà không biết nữa thì đọc qua cái mặt truyền chúng ta biết thấy thì kỳ quái. Bởi vậy cho nên lúc trước có một vị ở Nam Tông họ nói với tôi rằng thiền tông là quái thai của giáo là đúng rồi, không ai hiểu. Nhưng bây giờ mình đi sâu vô chút nữa như vậy, tâm mình không nghĩ suy, không tìm kiếm thì nó lặng yên. Lặng yên tức là đỉnh, mình đỉnh thì tự nhiên là đi tới giác ngộ. Có khác gì bên kia tu cũng là người đỉnh, thứ tự từ sơ thiền, nhị thiền, nhị chân lên tới độc cùng là cái việc tận hưởng. Như vậy nó đi từ thứ tự, nó xa, nó đi thẳng vô định ngay. Cái này không có một pháp gì hết. Còn khi sơ tiền rồi phải bỏ, sơ tiền nó nhị tiền bỏ, nhị tiền lên, từ thấp nó xa. Như vậy nó trải thời gian rất dài. Còn đây là đi thẳng lên nội tâm. Như vậy, cho nên đối với thiền tông nhìn mọi người đều là quý trọng chứ không có dám như này. Vì Phật tánh ai cũng có, mình biết trước thì mình tu, gọi là người biết trước. Còn người chưa biết thì họ chưa tu thì họ là kẻ đi sau. Nếu bao giờ họ tu thì là người đi sau, chứ không có ai mà có quyền thành Phật, mà không ai không có quyền thành Phật. Ai cũng thành Phật được hết. Có mà bỏ qua, có mà không chịu nhận thì đó là cái đáng thương. Còn có là chúng ta biết để khơi dậy, để mà dừng bớt những cái loạn từ từ nó thanh định thì đó là chúng ta kéo tu. Như vậy thì trên đường tu, nhất là tu thiền, thấy mọi người bình đẳng. Bình đẳng không? Ai cũng có bạc hết, cũng có ai hơn ai, mà cao não, thấy không? Thì giỏi lắm thì anh đi trước, thành trước, tôi đi sau, thành sau. Tôi có thể thành, chứ không phải duy nhất có người đó thành. Bởi vậy, đường lối tu, chúng ta thấy nó cụ thể, biết là hành giả, thì tu nó không ngại, mình không chịu nghe, lạ quá. Bên kia nó tu 30 số kiếp, bây giờ nói gì mình đỡ cái bàn tay thôi à. Bên đây thì mê qua kia cái ngộ, dễ đỡ bàn tay. Thì cái chuyển tâm mình từ mê sang ngộ lâu rồi, nó không có lâu. Ví dụ như quý vị có một vấn đề gì ai nêu lên mà mình không hiểu, mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tới lúc nào đó bỗng nhiên mình hiểu, thì từ cái không hiểu bỗng nhiên hiểu được rất bao xa. Không hiểu chuyển và hiểu chỉ là một cái trước mắt, phải không? Còn ngay trước để suy nghĩ cũng ra thôi, thì tìm sắp ra thì trong trước mắt, chứ không có lâu. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta thấy rõ không phải ai có đủ cái điều kiện mới tu được, mà trong đây nó như chú hạt thịt trước cũng tu được. Phút nữa là tất cả chúng ta, đó là những cái hiện tượng của Bồ Tát để muốn nhắc nhở chúng ta đừng có tự khi mà rồi cái mặc cảm nên người đó có duyên gì đời kiếp của tôi nữa, còn mình chưa đủ duyên, mình còn tham si, mình không đủ nữa, không phải vậy. Ta làm hành trình hôm qua đến nay ta còn làm Bồ Tát nữa được, phải không? Cho nên ai cũng hiểu được, ai cũng tu được hết, không có riêng người nào, không có dành ưu tiên cho kẻ nào hết. Hiểu vậy thì quý vị mới yên lòng trong sự tu. Vậy thì trên đường tu chúng ta phải hiểu cho sâu, thấy cho rõ, để rồi tự mình tu cho mình và hướng dẫn người khác cùng tu với mình. Thế còn không thấy sâu, hiểu rõ thì chính mình tu không tiến, mà muốn dạy ai cũng dạy không được. Đâu có nhất dạ thì cũng chưa đủ không tin. Hiểu thấu suốt rồi thì chúng ta thấy rằng Phật pháp rất là bình đẳng, rất là cao siêu phi thường. Mà cái cao siêu bình đẳng đó nó không phải trên trời trên mây, mà nó ngay ở mình. Quý vị không có người nào mà chẳng có tâm Phật, mà chỉ vì mê theo tâm chúng sanh hoài, mình biết là chúng sanh nên vừa nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ ơn, nghĩ vô, nghĩ tốt, nghĩ xấu đó tâm chúng sanh. Hãy dừng cái tâm đó lại thì không Phật. Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Phật không phải bên non, Phật không phải ngoài biển, Phật không phải chỗ nào xa thôi hết, mà chính sẵn ở mọi con người của chúng ta. Chúng ta phải quay lại mình, nhìn lại mình thì mình thấy, chứ còn tìm kiếm là vô ích thôi. Vậy mà bây giờ thì cứ trèo non nổi núi để tìm Phật hoài, thấy không? Mà không ngờ Phật đã nằm sẵn, cho nên đó là người ta giác Phật đi tìm Phật đó. Phật sẵn ở cái thiên nhận, cái điều ở đâu đâu đó, thì đó là cái chỗ mình cờ cạo, không có sáng suốt. Như vậy thì trên đường tu khi chúng ta biết tâm mình là Phật, mà tâm nào hiện nơi mình với cái nhìn của tôi chia ra hai thứ tâm, tâm sanh diệt và tâm bất sanh diệt. Như vậy thì cái tâm sanh diệt là tâm suy nghĩ ân vô phải lấy nó xấu đó, tâm nó cứ nhảy lên nhảy xuống liên miên không dừng, tìm lại nó cũng hết. Còn tâm bất sanh bất diệt đó thì nó đã sẵn lúc nào có ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, trên chân. Cho nên nhớ lại tôi kêu Thanh Nghiêm khi ngã hay hỏi chứ là kêu tôi cái gì là cái gốc của luân hồi sinh tử, cái gì là cái gốc của giải thoát. Thì Phật chỉ 6 căn là cái gốc luân hồi sinh tử, là 6 căn cũng là cái gốc của giải thoát niết bàn. Như vậy thì mắt ta cũng lưỡi thân ý của mình đừng giết điện, đừng chạy theo, mà chỉ biết mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, biết rõ không có điện thả ra cái gì đó, thì đó là Phật diệu thiệu. Kiếm Phật cái đó, đó là giải thoát. Còn mình bây giờ thì thấy người ta đi đằng kia đi tìm để phân biệt, đó là người nam người nữ, người đẹp, người xấu cuối cùng nó ra rồi học nó không yêu. Mình ngồi lại, nhất là khi chiều có ai cãi lấy gì với mình, khi ngồi lại để ôn để yên nó xuống thì nó chịu yên không? Lát mình nhớ cái câu hồi nãy nó nói nó nặng mình gì gì đó, nhớ hoài thì nó ngồi tâm không yên, mà tâm không yên tức là loạn động, tôi không có kết quả. Cho nên ngồi lại tâm mình yên, không chế động, lúc đó mình biết yên. Lúc nó chế động, nói chế động thì nó không biết nó, mà ai biết nó? Thì chính họ phải biết. Lúc này mình động, lúc nào mình yên, phải không? Có nằm sẵn ở đâu đó, cho nên mới thấy động, biết động, thấy yêu, biết yêu. Còn cái mà hay động, cái đó nó chỉ biết động thôi, chứ không biết được cái yêu. Chứ yêu nó mất rồi. Kiểu vậy thì quý vị sẽ thấy quả là chúng ta cần là cái sinh diệt tạo nghiệp để dẫn mình đi luân hồi sanh tử thì lại thương nó, sống với nó. Còn cái chân thật sẵn đó bỏ đi rồi cứ than tu không khổ. Quý vị thấy tu khổ rồi, nhiều khi ai cũng nói tu khổ tu khó thì tôi nói tu với bây giờ hai cái điều, một cái giả một cái thật. Thì bỏ cái giả là dễ, cái bỏ cái thật là dễ. Cái giả bỏ thì cứ dễ dàng ném được cái đầu, cái thật là sẵn của mình bỏ nó được, mà cái bỏ không được, mà bỏ thì cũng khó. Cái bỏ vậy là cái mai quăng hết cái rồi thì nó là dễ, mà lại nó không khó. Còn cái thật của mình thì cứ khóa lắm hoài, không bao giờ dán mạng lên để thấy nó. Vậy cho nên tu khổ công một cái quả rất là ít. Tôi là cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn tăng ni tu, nhất là tu theo thiền tâm. Thì ngày nay tôi tuyên bố hẳn hoai là chúng ta đang tu theo thiền tâm, mà thiền tâm thuộc về lý giải chứ không phải thiền tâm mật truyền. Cho nên quý vị tu thiền, ai hỏi ai truyền cho thầy thì cứ nói tôi là tu theo lý giải. Ai đọc được sách thiền, hiểu được thì ứng dụng tu được, chứ khỏi đợi truyền thông báo mới tu được. Mà quý vị tự nghĩ nếu một người ngộ đạo truyền tâm ấn với người khác thì hiện giờ chúng ta kiếm được mấy người ngộ đạo? Nếu không có người nào hết đã ngang tay rồi, rồi mất sao? Cho nên chúng ta phải chịu để rồi dù cho với cái thằng lý giải nó hơi chậm hơn, nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà rồi chúng ta đều tu được, vẫn nói tiếng hệ thống thiền không được. Chứ còn muốn phải là học truyền hết thì bây giờ nó sẽ bị không còn. Đó là cái chỗ là tất cả quý vị nghe hiểu rất là kỹ, rồi chúng ta biết để ứng dụng tu và biết để hướng dẫn người khác. Chứ còn đừng có cái mơ màng không hiểu rõ rồi cứ nay về mai kia, có ai hỏi thì cũng đúng không rằng cái đó sẽ bắn sớm đến. Thì cái bổn phận tôi nói như vậy, chỉ như vậy là tôi đã làm hết bổn phận rồi. Còn quý vị làm được hay là không được là trách nhiệm của quý vị, chứ đừng đổ thừa thầy dạy tôi tới giờ không biết gì hết, hay là thầy dạy tôi mà không có kết quả gì hết. Thì cái đó kết quả hay không là mỗi người tự can đảm biết cái dối mình bỏ, cái thực mình sống thì được. Còn cái chạy theo cái dối hoài thì những dẫn đi luân hồi tới bao giờ cũng biết, mình không thể lừa trước được. Vậy thì tất cả quý vị nhân tôi giải thích nhận được kỹ Giờ từ nay về sau chúng ta cứ như vậy là tu. Giả sử tôi không giảm thêm thời nào nữa hết, quý vị tu được chưa? Vậy thì khỏe rồi. Ngay đây thì tôi nói hết, tôi trao hết cho quý vị. Thì quý vị phải tự nhận, tự biết rồi tu. Vì tôi biết rằng cái thời của tôi nó cũng sắp tàn, thời gian còn lại tôi phải làm được rồi cái việc của tôi. Cho nên là tôi không có muốn cái gì căn bản mà tôi bỏ qua, là tôi phải chỉ hết cho quý vị rồi tôi thảnh thơi. Quý vị khỏi mà hỏi chứ sao lâu quá em thì dạy gì nữa hết, còn gì mới dạy. Thế là những cái căn ý thì chỉ rồi thì không có quyền đòi tôi cái gì nữa hết. Để ráng thực hành rồi thầy đi trước rồi đi sau, chúng ta đều vượt qua cái dòng sanh tử mà lâu nay chúng ta đang bị lẫn quẩn. Mong tất cả tăng ni Phật tử hiểu rồi, biết rồi, đã ứng dụng tu. Đó là bộ phận của tôi ngang đây, tạm một tròn đó. Khi nào có cái gì kỳ đặc nữa thì tôi nói, không có thì tôi cười thôi, thấy cười tôi còn gì nữa nói. Nói cái gì mà người ta chưa biết, chứ cần ta biết hết rồi nói thì nó chưa. Cho nên quý vị hiểu, ngày nay tôi lợi dụng cái buổi lễ dỗ của thầy tôi nói cái bài pháp này cho toàn thể tăng ni Phật tử nghe, nhận hiểu và ứng dụng tu để tròn bổn phận của một người đi trước và đường và chỉ lối cho quý vị tới chỗ cuối cùng được tới nơi hay không được tới nơi. Đó là cái quyền của quý vị, trên là quyền của tôi thuộc phần chỉ đầy đủ hết là đủ. Vậy hôm nay bài giảng tới đây là hết. Mong tất cả nhận kỹ, hiểu rõ và ứng dụng tu. Nam mô Phật Thích Thanh Từ. Hãy subscribe cho kênh Hòa Thượng Thiền Sư